nay mình xin giới thiệu với các bạn ở thị xã Tân Châu mình hàng ngày đều có khách du lịch đến tham quan. Khách du lịch chủ yếu là đến từ châu Âu. Đây là đoàn du lịch ghé vào để lên thị xã tham quan. Mời các bạn cùng xem. Khách du lịch nước ngoài đến thị xã Tân Châu chủ yếu là lên tham quan mấy các cơ sở dệt thủ công, dệt tơ tằm với lại dệt chiếu bằng chiếu cói. Lên khách lên trên chiếc xe này là ở đây gọi là xe lôi đạp. Xe lôi này có từ lâu đời rồi, bây giờ thì ít rồi, thì chỉ dành để chở khách du lịch đi tham quan thôi. Đây hướng dẫn viên du lịch đang hướng dẫn khách leo lên chiếc xe. Đối với khách du lịch lên chiếc xe lôi này để đi tham quan thì đó là một điều hết sức thích thú cho họ. Morning. Nè, từng người leo lên chiếc xe này. Thường là hồi xưa chiếc xe này chở được 4 người. Bây giờ ít có khách đi rồi, ai cũng có xe cá nhân hết trơn. Nên là xe này không có phục vụ nữa, chỉ vô phục vụ du lịch thôi. Chở mấy khách du lịch đi tham quan thôi.
morning. Từng người lên từng chiếc xe. Từng người một mà lên từng chiếc xe để đi tham quan. Cảnh được anh Hoàng.